mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm Với Tôi nha. Xe máy cậu lúa này nè các bạn ơi, mỗi lần mà nó đề một cái mấy bạn tưởng tượng như người ta đi đốt đồng rồi đó các bạn. Đây mấy anh em gọi nó là chiếc máy đốt đồng nha. Rồi các bạn coi nè, đề cái nè, đốt chìa máy vậy. À, mọi người coi đây, tối nè. Chia. Còn hai bao này, rồi chuẩn bị xem phun khói nha các bạn. Đó. Rồi chạy luôn kìa. Cái chiếc máy trời. Rồi xem nó xịt ống khói ra nè nha, nóng lạnh luôn đó. Thấy ghê chưa các bạn, rồi kìa nó chạy kìa. Bởi vì ở đây người ta gọi máy đốt đồng mà phải rồi. Ngập trời mây. Gắn ống khói cái gì mà quá trời vậy. Rồi, mấy bạn thấy chưa? Máy đốt đầu. Để cái coi chạy nha, có mệt trời mây chưa. Rồi chứ máy cắt lúa dưới nó cũng quằn quại với cái căn cánh đồng đất lung đó rồi kìa. Rồi tiếp tục mấy bạn xem chiếc máy đốt đồng này nó hoạt động nha. Rồi mấy bạn xem nè, nó xịt khói cho mấy bạn xem. À.
Với xe mới đẹp không ạ? Xịt khói nữa. Chưa bắt giấy đi lấy vợ chứ yêu quá gì. Rồi xịt khói nè. Cái là xong ngay các bạn ơi. Trời trời, cô gái xinh có gian mà không chịu đi trời. Búp có gian không chịu chở kìa. Ê trời. Lên nhà ngoại dính mưa á. Đi ra đi lỡ. Kìa đi kìa, đỏ. Đi 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 đi. Đó, chở búp xinh ra nha các bạn. Xem cái gì này có bấm chắc được không nha. Đó. Rồi vô đi. Thank you.
xe gì đâu mà khói không. Beep beep.